Xin chào quý vị và các bạn, xin chào toàn thể bác trở lại với shop của Hoàng Nam Audio. Ngày hôm nay thì em Nam sẽ lên sóng để giới thiệu cho toàn thể bác về những model của Nexo đến từ thương hiệu Pháp rất là nổi tiếng trong đồ âm thanh biểu diễn chuyên nghiệp rồi. Ở đây thì em Nam cũng muốn giới thiệu chi tiết luôn một cặp loa Nexo BS10R2. Thì trước khi vào nội thất chi tiết ở đây thì em Nam muốn giới thiệu lướt qua những sản phẩm về dòng Nexo từ mới xài lướt tới hàng bãi hiện tại em Nam đang có. Đầu tiên đó là combo Nexo đời mới nhất hiện nay, đó là EPS10. Tất cả những dòng EPS6, EPS8, EPS10, EPS12 thì em Nam luôn sẵn hàng để phục vụ cho toàn thể bác. Và giá em Nam bao cho tất cả các bác là giá cực tốt luôn, để các bác có thể sở hữu được những cái sản phẩm mà Nexo hàng mới cứng nguyên hộp xốp với cái giá thành hợp lý để các bác chơi trong dịp Tết này. Đó, ở đây thì là một cặp loa EPS10 kết hợp với lại súp, đó là EPS LS. Xin lỗi các bác, LS600. Đó, đây là những model mới nhất hiện nay của Nexo trong dòng PS. Đó. Và những cái model ở đây thì là những cái model trước đó, đó là dòng PS thường. Đó, thì ở đây em Nam đang sở hữu được những cặp loa PS8 đó. Đời logo ở giữa đó. Và bên dưới thì đó là súp LS400 đồng bộ đi kèm. Các bác có thể chơi con main 4x1, hoặc là các bác muốn chơi main rời như là Nexo DTD 4x0.7 với lại controller, thì ở đây em nó có đi kèm với lại controller PS8, hoặc là các bác có thể chơi controller của dòng Digital DTD thì em Nam cũng có sẵn để phối ghép cho các bác. Các bác cần gì thì cũng có thể đáp ứng được ngay lập tức cho các bác. Rồi, trở lại với lại cặp loa Nexo BS10R2 thì em Nam sẽ lên cái cấu hình này để ghép cho các bác, đó là một chiếc súp LS18. Đáng nhẽ là những cái súp LS600 sẽ đi kèm với lại PS10. Nhưng mà cái dòng súp đó thì tương đối là đắt, nên là chi phí hiện tại em Nam nghĩ là nó không hợp lý để các bác ghép vào. Còn các bác thích thì vẫn sẵn có để phục vụ các bác. Rồi, và trở lại với nội thất thì các bác có thể nhìn thấy đây, dòng e căng của BS10R2, logo chính giữa đây, và trong tình trạng là còn rất là đẹp. Ở cái e căng các bác nhìn này, gần như là nguyên zin, chưa có sơn si lại một tí nào cả. Rồi, ở đây thì sử dụng củ bát, đó là HPP 10 PS10R2 ở đây đó. Và củ thì còn rất mới, rất đẹp này, các bác nhìn này, không bị cấn hay là chày trụa gì cả. Đó, ở đây là dòng keo cổ côn, thì các bác có thể nhìn thấy này, nhện này, keo cổ côn này của dòng bát PS10. Nguyên zin nguyên bản, côn còn rất là mới và rất là đẹp, nhện thì không bị sụp xiếc gì cả. Đó, và đây là màng bát, các bác có thể nhìn thấy những cái góc này thì thấy được cái màng bát còn rất đẹp, và keo gân đây đấy, vẫn còn là bóng loáng về cái những lớp tẩm dầu. Đó, chứng tỏ là dòng loa còn sử dụng rất là ít. Tiếp theo đó là những cái củ chép, đặc biệt rất là quan trọng là cái vòng côn này. Tất cả những cái dòng loa đều quan trọng nhất là cái dòng côn. Đó, bởi vì chỉ cần bị thay thế sửa chữa thôi thì cái chất âm của loa nó thay đổi hoàn toàn. Hoặc là thay cái dòng côn của Trung Quốc thì gần như là bỏ đi các bác nhá. Đó, từ thì còn óng ánh 7 màu. Đấy, và bên đây thì là vẫn còn nguyên mút bên trong này. Đó, cũng giống như JB thôi, cũng phải có lớp mút để giúp, tại vì nó là cộng nhôm. Đó, bên trong đây, đó, thùng vách của PS10. Tiếp theo thì đó là quả bát thứ hai đây. Đây, cứ các góc quay ở đây các bác nhìn thấy củ tử đây, nhện này, đó, rất mới và rất đẹp.
một chút nữa thôi thì em Nam sẽ báo giá chi tiết cụ thể để các bác có thể nắm rõ. Đó, đây. Màng thì cũng còn rất mới, rất đẹp. Độ bóng của nhện này rất tuyệt vời. Rồi. Và tiếp theo đó là chiếc côn tép thứ hai. Số seri cụ thể này, vòng côn này. Từ này. Và đây là cốc nguyên mút các bác nhá. Đấy, rất đẹp. Đó, thùng vách này. Và em Nam sẽ báo giá cụ thể chi tiết để các bác có thể nắm rõ. Đang có chương trình em Nam muốn tri ân cho các bác trong cái dịp cuối năm này để các bác có thể sở hữu được những combo của Lexo. Chỉ có vài chục triệu đồng thôi, chắc chắn là các bác không thể bỏ lỡ. Hiếm có lần thứ hai để các bác có thể mua được cái giá như thế. Khẳng định với các bác là vài chục triệu thì các bác nhiều lúc các bác đi mua được cặp loa. Rồi, combo đầu tiên thì em Nam muốn gửi tới các bác đó là một cặp loa Lexo PS10R2 kèm theo với lại sub LS18. Combo này thì em Nam sẽ bán cho các bác là 88 triệu. Tiếp theo đó là combo PS8 đời logo giữa, hay gọi là PS8R2 đi. Đấy. Thì kết hợp với lại sub LS400 thì em Nam sẽ bán cho các bác là 60 triệu. Còn combo LS600 và EPS10 thì em Nam sẽ bán cho các bác combo này với giá là 139 triệu. Chắc chắn là khi các bác chốt cả combo thì em Nam sẽ tặng cho các bác một cái phần quà rất là lớn, rất là giá trị. Đó, và để biết thêm thông tin chi tiết thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho Hoàng Nam Audio qua số điện thoại em Nam sẽ ghi vào trên bài. Và đừng quên ủng hộ em Nam những lượt like, lượt chia sẻ, đặc biệt là những lượt đăng ký kênh để em Nam tiếp tục mang những sản phẩm chất lượng cao về phục vụ cho toàn thể các bác nhé. Và bây giờ xin tạm biệt, hẹn gặp lại toàn thể các bác.